Em hoạt động đây hơn năm rồi. Em hoạt động đây hơn năm rồi. Đâu, làm cái quán lại, làm cái cống lại. Nhưng mà cái đường ống ra đường của em là đường ống cũ. À, đường ống ra đường, nhưng mà trước giờ không xài. Có nghĩa là khi bắt đầu làm lại quán thì không xài rồi. Trước đó là không xài. Thank you.
không? Coi cái chỗ mà rửa là nó luôn hôm nay rồi sống nó không có bị sống từ ngoài xông vô. Thank you.
hơn mình. Đi về mà nó chưa không nó sẽ chào gì kia liền, hiểu không?